Huyện Con Rẫy hiện có hơn 60 ha hồ tiêu, diện tích hồ tiêu được triển khai trồng đều ở 7 xã thị trấn, trong đó xã Tân Lập và thị trấn Đắc Rà Ve là hai địa phương có diện tích trồng lớn trên địa bàn huyện. Hiện nay, các nhà vườn đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch niên vụ 2023-2024 được gần 90% diện tích. Số còn lại hoàn thành trong tháng 3 năm 2024, trung bình năng suất đạt hơn 1,5 tấn một hecta, ước tổng sản lượng trên 95 tấn Năm nay giá tiêu tăng cao so với mọi năm từ 90.000 đồng một kg, trong năm 2023 lên 110.000 đồng một kg đầu năm 2024, nên bà con nông dân rất phấn khởi để nhanh tiến độ thu hoạch để kịp thời chăm sóc đảm bảo niên vụ tới đạt hiệu quả cao.